Hạng chức danh nghề nghiệp là gì? Giáo viên có những hạng nào? Giáo viên cũng giống các đối tượng viên chức khác đều được bổ nhiệm và xếp vào các hạng chức danh nghề nghiệp khác nhau. Vậy hạng chức danh nghề nghiệp là gì? Giáo viên có những hạng nào? Tất cả sẽ có trong video dưới đây. 1. Hạng chức danh nghề nghiệp là gì? Hạng chức danh nghề nghiệp là thuật ngữ chỉ cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, theo định nghĩa nêu tại khoản 3 điều 2 Nghị định 115 năm 2020. Đồng thời, đây cũng được coi là căn cứ để quy định các chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức. Bên cạnh đó, căn cứ vào mức độ phức tạp của công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp hạng từ cao xuống thấp, gồm 5 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 và hạng 5. 2. Giáo viên có những hạng chức danh nghề nghiệp gì? Với giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành loạt 4 thông tư về giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông. Theo đó, với mỗi cấp học, hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên gồm 3 hạng, hạng 1, hạng 2 và hạng 3. Tuy nhiên, để phân biệt được các cấp học thì mã số chức danh nghề nghiệp của các cấp học sẽ khác nhau cụ thể. 3. Giáo viên xếp lương theo hạng như thế nào? Mức lương giáo viên hiện nay đang hưởng theo công thức lương bằng hệ số nhân 1,8 triệu đồng trên tháng. Trong đó, tùy vào từng hạng chức danh nghề nghiệp mà áp dụng hệ số lương tại theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ dành cho viên chức như sau. 4. Sắp tới, nhà giáo sẽ không được chia theo hạng nữa phải không? Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo luật nhà giáo, trong đó quy định nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục, trừ Viện Hàn Lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập và đạt chuẩn nhà giáo. Đồng thời, dự thảo luật nhà giáo không đề cập đến hạng chức danh nghề nghiệp mà thay vào đó lại đề cập đến chức danh nhà giáo. Và chức danh nhà giáo là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục gồm giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dự bị đại học, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giảng viên cao đẳng sư phạm, giảng viên giáo dục nghề nghiệp, giảng viên đại học. Với mỗi chức danh nhà giáo lại được phân loại thành giáo viên chính, giáo viên cao cấp hoặc trợ giảng, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, bao gồm cả giáo sư, phó giáo sư. Tuy nhiên, quy định về chức danh nhà giáo hiện nay mới chỉ dừng ở việc lấy ý kiến đóng góp mà chưa được chính thức thông qua. Đồng thời, hiện nay các quy định về hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên là viên chức cũng đang được áp dụng. Trên đây là thông tin chi tiết giải đáp giáo viên có những hạng chức danh nghề nghiệp gì. Nếu thấy video này có nội dung hữu ích, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo bạn nhé.